Xin chào mọi người, chào mừng đã đến với Là Mẹ Vinox. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các mẹ bầu về bệnh dị ứng mề đay mẩn ngứa trong quá trình mang thai. Thì đây là những bệnh về da rất là phổ biến ở nhiều chị em mà đang mang bầu. Nổi mề đay thì đây là tình trạng làn da của các chị em phản ứng với những yếu tố dị nguyên từ bên trong hoặc là bên ngoài cơ thể tác động đến. Mà dấu hiệu ban đầu chính là những cơn phát ban được cho là lành tính với những nốt sần nhỏ màu hồng hoặc là đỏ như là vết muỗi đốt, chúng ta có thể quan sát được. Những nốt sần này nó sẽ tập hợp lại như là mề đay, chủ yếu xuất hiện ở vùng bụng quanh rốn và sau đó nó sẽ lan dần ra những khu vực xung quanh như là đùi, tay và chân, có thể xuất hiện ở mặt nữa. Bệnh này rất là dễ gặp khi các chị em chúng ta mang thai 3 tháng đầu và mang thai 3 tháng cuối. Những vết mề đay này nó thường gây ngứa, sưng phù, cảm giác rất là khó chịu cho các mẹ bầu. Mẹ bầu chúng ta sẽ có phản ứng là gãi, và càng gãi thì nốt sần này nó sẽ lan ra và có thể dẫn đến hiện tượng là chảy xước da, nhiễm trùng. Bệnh này mà để lâu mà chúng ta không có những biện pháp chữa trị đúng cách và không chữa trị sớm thì sẽ tái phát liên tục, chuyển sang giai đoạn mãn tính thì rất là khó chữa. Nó sẽ kèm theo những biểu hiện khác như là đau đầu, sốt, mệt mỏi, đau họng, khó thở. Lúc này thì sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến với sức khỏe của chính mẹ bầu cũng như là sự phát triển của thai nhi. Vậy chúng ta cần hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây lên hiện tượng dị ứng để có cách chữa và phòng ngừa nhé. Có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng những nguyên nhân phổ biến nhất gây nổi mề đay đó chính là thứ nhất là hiện tượng dị ứng thuốc. Việc chúng ta bổ sung các loại thuốc bổ, thuốc vitamin, sắt, canxi hay là việc mẹ chúng ta tự ý dùng các loại thuốc an thần hay là thuốc kháng sinh khác thì sẽ có thể gây những hiện tượng dị ứng. Hoặc là xuất phát từ nguyên nhân là dị ứng thời tiết. Thời tiết gió, nóng lạnh, chuyển mùa, thất thường, đột ngột cũng khiến cơ thể các mẹ chúng ta có hiện tượng dị ứng, nổi mẩn đỏ. Tiếp theo là có thể là dị ứng xuất phát từ việc thực phẩm, thức ăn. Khi các mẹ chúng ta ăn phải những thực phẩm dễ gây dị ứng như là hải sản có vỏ, tôm, cua, đậu phộng, đồ ăn cay nóng, các chất kích thích như là rượu, bia. Ngoài ra, tình trạng sần đỏ mề đay còn có thể là đến từ nguyên nhân là do các loại vi khuẩn, virus, ký sinh trùng tồn tại ở trong cơ thể gây ra, hay là do những nguyên nhân là sức đề kháng của các mẹ bầu chúng ta kém, do côn trùng cắn, môi trường sống, sự tiếp xúc với các loại hóa mỹ phẩm, những tác nhân gây dị ứng như là phấn hoa, lông của các con vật nuôi cũng khiến mẹ chúng ta phản ứng lại và gây dị ứng. Hoặc là có những vấn đề về chức năng gan. Bệnh dị ứng nổi mề đay này thì tuy không phải là những căn bệnh quá nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà nó sẽ gây nhiều tác động tiêu cực lên sức khỏe cũng như là sinh hoạt của các mẹ bầu chúng ta. Bên cạnh đó, việc chúng ta bị nổi mẩn ngứa mề đay ở những vị trí dễ thấy như là ở mặt, cổ, tay chân, những nơi mà hở ra thì khiến ảnh hưởng đến vấn đề về thẩm mỹ và tâm lý của các mẹ bầu. Nếu mà chúng ta không chữa trị kịp thời thì nó còn gây những biến chứng cho thai nhi nữa, như là những bệnh lý về mắt ở trẻ sơ sinh, trẻ bị mề đay bẩm sinh, thai nhi chậm phát triển hoặc là có những dị tật bất thường bẩm sinh khác. Như vậy, các mẹ bầu chúng ta mà bị nổi mẩn mề đay không được chủ quan, và chúng ta hãy nhanh chóng thoát khỏi tình trạng này bằng cách tuân thủ theo những hướng dẫn kiêng kỵ và chăm sóc sau nhé. Thứ nhất là các mẹ chúng ta cần tránh việc gãi làm chảy xước các vết mẩn ngứa đó. Triệu chứng điển hình của các vết mẩn ngứa dị ứng là ngứa ngáy, khó chịu, và khi bị ngứa bản năng của chúng ta sẽ là gãi. Nhưng việc gãi này thì sẽ hoàn toàn không đem lại lợi ích, không có tác dụng trong việc giảm ngứa, mà ngược lại nó sẽ gây khó chịu và làm lan rộng cái vùng ngứa đó hơn, thậm chí là gây chảy xước da, dễ bị nhiễm trùng và càng trở nên nghiêm trọng. Do vậy, các mẹ chúng ta trước tiên là cần khi mà chúng ta bị sẩn ngứa, dị ứng thì là kiêng gãi, có thể dùng một chiếc khăn ấm hoặc là khăn mát để chúng ta chườm để cho bớt, cho dễ chịu hơn, cho bớt ngứa ngáy.
Thứ hai là các mẹ chúng ta tuyệt đối là không tự ý mua thuốc. Khi mà chúng ta phải điều trị dị ứng thì bằng thuốc thì cần có sự chỉ định của bác sĩ và uống theo đơn của bác sĩ nhé. Nhưng trước khi chúng ta nghĩ đến việc dùng thuốc thì các mẹ chúng ta hãy áp dụng một số mẹo từ những bài thuốc dân gian tự nhiên khác mà có tác dụng trong việc chỉ trị mề đay mẩn ngứa rất là hiệu quả. Đó chính là lá khế. Lá khế chúng ta có thể xay hoặc là giã nát lá khế lấy nước để thoa vào những vùng da mà bị mẩn ngứa, mề đay, sẽ giúp những cái vết này nhanh khỏi hơn. Hoặc các mẹ chúng ta có thể nấu nước lá khế để lấy nước để chúng ta tắm, cũng như là thẩm thấu lên những vùng da mà bị mẩn ngứa, bị tổn thương. Lá khế thì nó vốn là có tính kháng viêm, sát khuẩn nên sẽ có hiệu quả rất tốt trong việc điều trị mề đay, mẩn ngứa. Thứ hai đó chính là sử dụng cây kinh giới. Chúng ta nếu có cây kinh giới thì hãy sử dụng lá, thân và cành của cây kinh giới để nấu nước uống hàng ngày, sẽ giúp trong việc giải độc tố, mangan, cũng hỗ trợ cho việc chúng ta giảm hiện tượng bị dị ứng, mẩn ngứa, mề đay nhé. Ngoài ra các mẹ chúng ta có thể áp dụng thêm những bài thuốc dân gian từ các nguyên liệu tự nhiên như là mướp đắng. Mướp đắng chúng ta có thể cắt lát nhỏ ra và cũng đun lên để lấy nước tắm chẳng hạn, hoặc là từ lá trầu không để đun nước tắm, lá chè xanh hoặc là uống nước gừng. Với những liệu pháp từ thiên nhiên này thì sẽ đều rất là lành tính và an toàn cho các mẹ bầu chúng ta. Các mẹ bầu chỉ cần chú ý trong việc lựa chọn những loại lá sạch, đảm bảo vệ sinh, không còn thuốc trừ sâu là được. Còn với việc các mẹ bầu chúng ta bị các bệnh dị ứng, ví dụ như là dị ứng với thời tiết, thì các mẹ bầu chúng ta cần đặc biệt kiêng gió, tránh lạnh, tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp. Những ngày mà thời tiết giao mùa, nhiều gió thì các mẹ chúng ta nên giữ ấm, hạn chế việc ra ngoài. Nếu cần ra ngoài thì chúng ta cần phải che chắn kỹ để tránh gió lùa, tránh bụi bẩn. Khi mà gặp trời mưa thì chúng ta không nên để bản thân mình bị ướt mưa nhé. Còn đối với những dị ứng là do dùng thuốc thì các mẹ chúng ta cần rà soát lại những loại thuốc mà mình đã uống, đã bổ sung, kiểm tra lại thành phần, nên có sự tham khảo tư vấn của các bác sĩ nhé, để xem chắc chắn là chúng ta có phải bị dị ứng do việc dùng thuốc hay là không, để có những biện pháp thích hợp như là ngừng thuốc hoặc là sử dụng thay thế các loại thuốc an toàn phù hợp hơn. Đối với dị ứng thực phẩm, dị ứng thức ăn thì đương nhiên là các mẹ chúng ta cần biết là mình dị ứng với loại thực phẩm, đồ ăn nào để chúng ta tránh ra, kiểm tra lại những món ăn lạ mà mình đã ăn, vì đó có thể là nguy cơ, nguyên nhân khiến chúng ta bị dị ứng. Nói chung mà khi các mẹ chúng ta đang bị dị ứng mề đay thì chúng ta cần kiêng những thực kiêng cữ những món ăn sau. Đó là những thực phẩm mà chứa nhiều đường, muối, thực phẩm cay nóng, những món ăn mà chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm giàu đạm dễ gây dị ứng như là thịt bò, sữa, đậu nành, trứng, lòng trắng trứng và các loại hải sản có vỏ như là tôm, cua, ghẹ, sò. Kiêng các loại chất kích thích như là nước ngọt, rượu bia. Các mẹ bầu khi bị dị ứng thì chúng ta nên ăn những thực phẩm giàu vitamin, đặc biệt là vitamin A, vitamin C. Ăn những loại thức ăn dễ tiêu để chống táo bón. Đó là những món ăn, những loại thức ăn từ các loại trái cây, rau xanh, những thực phẩm như là khoai lang, cam, quýt, ổi. Uống nhiều nước ấm, nước trái cây, nước chanh để giúp thải độc cũng như là thanh lọc cơ thể, giảm việc chúng ta bị mẩn ngứa, mề đay. Để giảm nguy cơ các mẹ bầu chúng ta bị dị ứng thì chúng ta cũng nên tránh những việc lạm dụng quá nhiều các hóa mỹ phẩm, hoặc là sử dụng sữa tắm, các loại kem dưỡng da mà có đậm mùi không tốt. Hạn chế các chất kích thích từ môi trường xung quanh như là các lông thú vật nuôi hoặc là phấn hoa thì chúng ta nên hạn chế. Xây dựng một chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bản thân mình. Ngoài ra, khi các mẹ có thấy những biểu hiện sẩn ngứa, mẩn ngứa, mề đay nặng
lâu khỏi hoặc là nó cứ bị tái đi tái lại nhiều lần thì các mẹ chúng ta nên sớm đi thăm khám bác sĩ nhé, để tìm được đúng nguyên nhân cũng như là có những loại thuốc điều trị do bác sĩ kê sẽ là an toàn cho các mẹ trong giai đoạn mang thai nhất và đảm bảo sự phát triển của em bé nữa. Chúc các mẹ có một thai kỳ khỏe mạnh. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và để lại bình luận nếu còn bất cứ yêu cầu nào cần được chia sẻ và giải đáp nhé.